tiên là mình cần một cái hũ nhựa, tiếp theo là một cái quạt máy tính, hai khúc ống mềm, một cái máy tạo hơi nước, máy này mua 99 ngàn, có luôn bộ nguồn luôn, với con chiếc áp để chỉnh vào quạt. Rồi cần như nó thôi, bắt đầu. Đầu tiên là mình sẽ khoan hai lỗ, ba lỗ, một lỗ để cái ống hơi thoát lên, một lỗ để cái ống hơi nó đi xuống, với một lỗ để mình luồn cộng dây điện qua. Xong rồi cái nắp nha. Tiếp theo là cục hơi này, cục tạo hơi nướng này, mình sẽ chiết ở đây, mình xài nguồn quạt xài chung với này luôn, mình chiết hai dây ra rồi nối vô dây quạt ha. Mình sẽ nối cực dương nối với nhau nha. Xong nổ quẹt. Còn cực âm á, mình sẽ nói vô chiếc áp nha, nguồn mình sẽ nói vô ở giữa. Đầu dây vô quẹt, nói vô chân số 3. Rồi mình bắt cái quạt vô. Thank you.
mình đã nói được hết vô xong rồi ha. Cái ống này nó có tác dụng là quạt nó thổi hơi xuống, ống này là hơi nó sẽ đi lên, quạt nó đẩy hơi nước đi ra đó, vậy thôi đơn giản. Giờ gắn cục này xuống cái hũ nữa là xong. Kính nên cái lượng hơi nước mà nó bốc lên nó ít, nên mình phải khởi động cái quạt để nó đẩy hơi xuống đó. Bạn thấy hơi nước chưa? Nước bóp rồi nha. Kết thúc video đây nha. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó, hồi nữa kìa.